Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút con token ICD các bạn. Thì dành cho những bạn nào có trong danh sách wallet các bạn thì để check được thì các bạn nhấp vào cái link mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn. Rồi, sau đó các bạn nhấp vào mục tìm kiếm nha các bạn. Các bạn về gõ email mình vào các bạn. Rồi, bạn không gỡ nè bạn. Ok, mình đã có được rồi bạn. Rồi nếu bạn nào có trong danh sách wallet thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn login vào tài khoản nha các bạn. Vào link sàn đó các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản này, bấm continue này. Rồi thì các bạn lướt xuống nha các bạn. Hiện tại con này nó đang price listing sẽ là 0.2 token cho 1 đô. 0.2 đô cho 1 token các bạn. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng nó nhấp vào wallet này các bạn. Rồi các bạn chờ xíu thì nó sẽ hiện cái số dư của tất cả các bạn token ICD về đây nè các bạn, thì bạn bấm vào một quyết giao thôi nha bạn. Ok, trừ cày 23 và bạn nhấp vào ba gạch cùng nha bạn. Các bạn vào vào một blue file của mình nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một edible một màu đỏ đỏ nè các bạn, không được thì bạn bấm vào 123 nha bạn. Rồi các bạn copy cái mã 30 cây này các bạn. Rồi các bạn sao chép đây nè. Sau đó thì các bạn lên Google tải về dùm giúp mình một cái app có tên là Google Authentic nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một dấu cộng này. Các bạn bấm vào thiết lập mã khóa nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi. Ôi sorry các bạn, tên tài khoản. Tên tài khoản thì các bạn đọc ICD nè. Rồi bạn dán mã 30 cây đó vào các bạn. Rồi bạn bấm thêm nè. Rồi, các bạn copy cái mã này giúp mình nha các bạn. Cái mã này chạy thời gian trong vòng 30 giây. Rồi các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi bấm verify code nha các bạn. Rồi bấm ok, rồi bạn bắt đáp lại, các bạn vào wallet nè. Rồi bấm vào một quyết giao thôi các bạn. Rồi, thì nó hiện số dư của mình là 150 mình rút hết luôn các bạn. ICD. Rồi các bạn nhấp vào đây là cái mục set ECD. Rồi các bạn nhập số lượng mình vào các bạn, mình là 150 min gút tư. Min gút tư 100 năng các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB sẽ match trên với trước kia các bạn đã nhận nè các bạn sao chép nè. Các bạn dán vào đây. Còn đối với bạn nào có 50 thì chờ chừng nữa mình nạp vào 50 để mình rút cây các bạn. Rồi bấm vào submit nha các bạn. Rồi các bạn nhập cái mật khẩu của mình vào nè. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập vào cái mã HA nè. Các bạn copy nè các bạn. Rồi bạn bấm vào confirm nha các bạn. Chờ login chút xíu. Ok, mình đã quyết giao thành công các bạn. Nó sẽ về mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ các bạn. Rồi tiếp tục thì cái một quyết giao là min gút nó tới 100 thì chờ sau này các bạn nạp cho 50 nữa các bạn. Chờ sau này nó list sàn các bạn nạp cho 50 nữa thì các bạn rút ra 100. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút con token ICD đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.